Xin chào tất cả mọi người. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học cách để tạo ra cái hiệu ứng Doppler exposure ở trên video. Thì cái hiệu ứng này các bạn đã nhìn thấy rất nhiều ở trong nhiếp ảnh rồi. Chúng ta có thể thực hiện một cách rất là dễ dàng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái hiệu ứng này ở trên video và chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm được gọi là phần mềm After Effects để chúng ta tiến hành gọi là thực hiện hiệu ứng này. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem thử cái demo mà mình đã làm xong ở đây. Đây các bạn sẽ cùng với mình xem demo. Đấy, thì đây là demo của mình đã làm để làm hiệu ứng Doppler exposure trên After Effects. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành làm cái hiệu ứng này. Thì ở đây thì các bạn có thể download những cái suộc để thực hành với cái video này ở trong cái phần mô tả ở trên video trên YouTube của mình. Đây, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành làm. Thì thông thường để làm hiệu ứng này thì mình sẽ có nhắc các bạn một chút, đặc biệt là những bạn mới làm quen với những cái phần mềm của hãng Adobe. Thì các bạn lưu ý là để làm cái hiệu ứng này thì các bạn phải tách nền của chủ thể nhé. Trước khi các bạn đưa cái ảnh đấy vào đây thì các bạn phải tách nền đã. Nên là các bạn có thể tách nền đơn giản ở trên Adobe Photoshop. Thì cái này các bạn có thể tự tìm hiểu được. Sau này thì trong những cái bài hướng dẫn cơ bản về Photoshop thì mình sẽ có cập nhật sau cho các bạn. Thì đây là cái hình mà mình sẽ sử dụng để làm hiệu ứng exposure. Hiệu ứng exposure. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái composition mới đã. Các bạn chuột phải vào đây, các bạn tạo cho mình một cái new composition mới. Đấy. Xong ở đây thì mình sẽ tạo nó ngắn thôi. Cái thời lượng của nó chỉ đâu đó khoảng 10 giây thôi. Đây. Sau đây, thì mình sẽ chọn chuẩn là HD 29,97. Đây các bạn sẽ có thể tạo ở đây là main này. Đấy, gọi tên nó là main. Còn ok. Sau đấy thì chúng ta sẽ kéo một cái ảnh làm background xuống. Thì ở đây mình có một cái ảnh sẵn ở đây rồi. Các bạn có thể tải ở trong cái phần mô tả. Các bạn kéo nó xuống đây. Đây là ảnh nền của mình. Thì với cái ảnh nền này thì chúng ta sẽ tạo một cái layer nền trắng ở dưới nữa, để tí nữa chúng ta nếu có chỉnh cái opacity của cái nền hình này nó không bị ảnh hưởng. Các bạn chuột phải vào đây, các bạn chọn new, các bạn chọn cho mình solid, xong các bạn chọn cho mình cái nền trắng ở đây. Đây nền trắng. Đấy, xong các bạn ấn ok cho mình. Các bạn kéo nó xuống dưới cái layer ảnh nhé. Đấy, xuống dưới. Đấy thì chúng ta sẽ ấn phím T nhé, để chỉnh cái opacity nó xuống để trông cho đỡ gắt. Thì ở đây mình sẽ chỉnh nó xuống còn khoảng 65 thôi. Sau bước tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo cái ảnh mà chúng ta đã tách nền vào. Đấy, các bạn kéo cái ảnh này xuống. Đấy. Thì cái ảnh này của mình nó khá là to nên mình sẽ chuột phải vào đây. Mình chọn Transform và mình chọn Fix to Comb. Thì nếu như các bạn chọn cái Fix to Comb này thì đôi khi nó sẽ khiến cho cái đối tượng của các bạn nó sẽ bị dẹt như thế này. Đấy. Nên các bạn, nhưng mà ở đây thì mình làm để minh họa thôi. Còn thông thường thì để nó không bị dẹt ấy thì các bạn ấn Fix to Comb Width này này. Đấy thì nó sẽ còn thẳng và nó không bị dẹt. Đây. Ok. Rồi sau đấy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành tạo cái comb. Tiến hành tạo một cái comb ảnh này. Thì các bạn chuột phải vào đây. Các bạn pre-comb. Đây, xong các bạn gõ đây mình image. Thì tại sao phải tạo cái comb này? Cái comb này sẽ giúp cho chúng ta sau này edit ảnh nó dễ hơn. Và ấn OK. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra cái gọi là hình trong suốt ở trong cái khu vực này, tức là cái hình bầu trời sao ấy. Thì ở đây thì các bạn sẽ kéo cho mình cái video bầu trời sao này xuống đây. Đây, kéo xuống. Đấy, thì đây là cái video bầu trời sao của mình. Thì nó là chuẩn 4K, nó rất là to. Số cái 1920 này. Thế các bạn chuột phải vào đây, bạn tạo cho mình cái gọi là exposure main. Đấy, để chúng ta chứa cái video này ở trong đấy. Rồi các bạn vào cái mục exposure ở đây. Đây. Thì chúng ta sẽ tinh chỉnh nó một chút. Thì ở đây thì mình sẽ scale nó lên. Đây chẳng hạn, các bạn ấn phím S nhé để scale nó lên. Đây, để cho nó to lên một chút. Đấy. Sau đấy các bạn kéo đến khoảng giây thứ 5 gì đấy. Đây. Thì làm gì? Để chúng ta tạo một cái hiệu ứng phóng to của nó. Thì các bạn tích chuột vào keyframe ở đây. Đấy.
Xong bạn tích thêm cái keyframe ở đầu nữa. Rồi. Để chúng ta lại tăng cái kích thước keyframe lên, chúng ta lại cho khoảng 140 đi. Đấy, để nó có cái hiệu ứng gọi là phóng to dần lên, các bạn hiểu không? Nó sẽ to dần lên. Đấy. Thì sau khi chúng ta đã làm nó to dần lên ok rồi, chúng ta sẽ ra ngoài này để xem. Ok. Thì bây giờ các bạn sẽ kéo cái exponent này xuống dưới cái image ở đây. Các bạn sẽ kéo nó xuống. Đấy, các bạn thể thấy là cái bầu trời sao nó đã ở phía sau cái đối tượng rồi. Sau đấy thì chúng ta lại quay lại cái com exponent này. Các bạn sẽ kéo cho mình cái video in smoke xuống. Đây. Thì cái in smoke này nó là một cái video mà để tạo hiệu ứng mà theo kiểu các bạn nhìn thấy lúc nãy ấy, nó hiện dần dần lên ấy. Thì các bạn fix to com nó cho nó đủ. Đây chẳng hạn, các bạn sẽ thấy này. Đây, đấy, in smoke đấy. Thì cái này các bạn sẽ xê dịch nó một chút cho mình nhé, để làm sao mà các bạn ý này, để cái mực này này nó lên dần dần, bởi vì cái video này rất là dài. Đấy, các bạn có thể giữ và kéo để cho cái mực này nó tự ít ít lên dần. Đấy, ở cái đoạn ngay đầu này, vì cái này của chúng ta rất ngắn, chỉ có 5 giây thôi. Đấy thì các bạn sẽ chọn cho mình ở dưới đây cái mục này, gọi là các bạn sẽ chọn cho mình cái Luma Invert ở đây. Invert cái in này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, cái bầu trời sao của chúng ta đã lọt vào trong cái gọi là video này luôn. Đấy, các bạn chọn nhớ nhá, chọn cho mình cái mục gọi là Luma Invert Mesh này. Rồi, thế các bạn quay trở lại cái main này cho mình. Thế ở cái đây các bạn sẽ thấy đúng không? Đấy, nó sẽ có cái bầu trời như này này. Đấy. Thế giờ quay lại cái này cho mình thì các bạn sẽ nhân đôi cái com image này lên cho mình. Bằng việc các bạn bấm phím tắt là phím Ctrl D. Ctrl D nhé, các bạn bấm phím tắt là phím Ctrl D để có thể nhân đôi cái com image ra. Sau đấy các bạn sẽ chỉnh cho mình cái chế độ hòa trộn của exponent này và cái image này thành gọi là alpha mesh nhé, image. Đây, các bạn ấn alpha mesh cho mình. Các bạn thấy không, nó đang bị biến mất đúng không? Không sao cả. Bây giờ các bạn sẽ click vào mục image, com image ở trên. Bạn vẽ cho mình cái mask cho nó. Đây, các bạn sẽ vẽ mask cho nó cho mình. Đây, các bạn cứ vẽ đi. Vẽ xong hết đã. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ vẽ nó cho nó bo đúng cái đoạn mà chúng ta muốn nó hiển thị nhé. Các bạn lưu ý là muốn nó hiển thị cái phần exposure đấy. Đấy. Nên là các bạn lưu ý là các bạn phải vẽ cái phần mà muốn nó hiển thị. Đây chẳng hạn. Mình sẽ kéo nó thấp xuống thôi. Đây. Đấy. Cái cách sử dụng của cái pen tool thế nào thì các bạn dùng nó giống hệt như ở trong Adobe Photoshop thôi, nó cũng không khác gì Adobe Photoshop cả. Bên AE nó cũng vậy. Đấy, thì mình sẽ kéo nó xuống để cho cái phần mà mình mong muốn nó sẽ hiển thị ở trên cái đối tượng này. Rồi, xoay các bạn sổ chuột xuống ở đây. Đấy, các bạn sẽ vào mục mask cho mình. Bạn click vào mục invert này. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ hiển thị cái này ở đây. Thế các bạn ấn cho mình mục mask filter ở đây để nó mờ mờ. Đấy. Thế các bạn để thấy cái đối tượng chúng ta đây nó sẽ hiển thị trong khu vực đấy. Thì ở đây bởi vì cái mask mình khoanh ra hơi rộng thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ khoanh cái mask này nó chặt vào một tí. Đây chẳng hạn. Đấy. Đấy, các bạn để nó thấp xuống một tí và nó trong khuôn khổ của đối tượng thôi. Đấy, thì nó sẽ không bị hiển thị ra ngoài. Đây, các bạn để cái mask filter lên. Rồi, đấy các bạn để thấy. Đây, thì các bạn thể thấy là cái này của chúng ta nó đã có rồi. Tuy nhiên thì đây các bạn thấy này, cái đoạn đấy nó lên hơi chậm. Nên là chúng ta sẽ vào trong cái mục exposure này để chúng ta kéo cái layer này nó lên cao hơn về tham cốt. Đây chẳng hạn, đấy, mình sẽ kéo nó lên cao hơn. Thì khi vừa mới vào thôi nó đã hiển thị cái exposure này luôn. Đấy. Sấy ở đây mình sẽ chỉnh lại một chút cái phông nền ở đây. Opacity thì mình sẽ cho nó xuống thấp tí nữa, khoảng 60 thôi. Đấy, các bạn thấy đây, thì đây là cái thành quả của chúng ta. Đấy, ở đây mình sẽ co cái con này vào luôn. Đây, mình sẽ co cái con vào. Rồi. Đấy, các bạn để thấy cái thành quả của chúng ta sau khi đã làm xong. Thì hy vọng là thông qua video này thì các bạn có thể nắm được cách để có thể tạo ra hiệu ứng video Double Exposure trên phần mềm After Effects. Nếu các bạn thấy video hay, có ích thì các bạn ấn like, ấn subscribe và ấn vào chuông thông báo
để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.